Mới đây, mạng xã hội lan truyền tay nhau chia sẻ những hình ảnh của một người đàn ông đi siêu thị đang đứng thanh toán hàng chục vỉ trứng gà. Cả giỏ xe đẩy của anh chỉ chất đầy trứng, số lượng trứng lên đến hàng chục vỉ. Trong những ngày giãn cách xã hội này thì nhiều người thậm chí phải đi đến siêu thị xếp hàng dài từ sớm để vào mua thực phẩm. Vậy nên nhìn hình ảnh xe trứng của người đàn ông trên khiến không ít cư dân mạng phải đặt dấu chấm hỏi. Một số người cho rằng anh sợ vật giá leo thang nên tích trữ dầu ăn. Một số cư dân mạng còn cho rằng anh đang sợ vật giá leo thang nên tích trữ trứng để ăn dần. Số khác thì cho rằng anh đang thu gom số lượng lớn rồi bán lại để lãi. Trước rất nhiều những bình luận chỉ trích từ cư dân mạng, mới đây một người dùng mạng xã hội đã lên tiếng về sự thật đằng sau bức ảnh người đàn ông tích trữ hàng chục vỉ trứng này. Nhiều anh chị đang chia sẻ bức ảnh phía dưới, dù không nói nhưng thâm ý muốn nhắc người trong ảnh mua quá nhiều trứng để tích lũy và có thể ảnh hưởng đến người mua sau. Rồi có người truyền tay nhau về những hình ảnh này, nói thu gom mua số lượng trứng lớn rồi bán chênh lệch giá cao. Sau khi xác minh lại, xin thưa rằng người trong hình đi siêu thị mua trứng để đưa vào túi trao quà cho bà con bị khu vực cách ly. Nhiều khi nhìn như vậy mà không phải vậy, tội người ta lắm. Hóa ra người đàn ông trong bức ảnh đã xin phép siêu thị để được mua trứng với số lượng lớn để trao lại cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.